trong danh Chúa Jesus Christ ngày nay sẽ đem ta bôi hóa mọi đầu trâu mặt ngựa mọi ma quỷ sơn mai trên những vật dụng những bàn ghế này. Trong danh Chúa Jesus ta hủy hóa người nhân danh Chúa Jesus. Amen. Jesus là vua. Jesus là vua. Jesus là vua. Hallelujah. Jesus là vua. Chúa Jesus là vua. Jesus là vua. Jesus là vua trên muôn vua. Chúa trên muôn Chúa. Hallelujah. Jesus. Đức Chúa Giêsu phán với Chúa của chúng con rằng: Hãy ngồi bên phải ta cho đến khi chúng ta đặt các kẻ thù của con làm bệ chân của cho con. Từ Siôn Đức Giê-hô-va sẽ mở rộng vương quyền hùng mạnh của con. Phá đổ trong cái này trước đi chị ơi, lấy đồ trong này ra, nhanh lên lấy đồ trong này ra. Ông chị tất cả cái phá hết đi, nhưng mà những cái giấy tờ mà sụp ra thì đấy bỏ ra, còn cái gì mà nhân danh Chúa Jesus thì phá đi, mùa cả gì đó ở đâu bỏ đi, đúng rồi, đấy không không phải, nhưng mà cái tủ này dùng để vào giống như là bỏ đi. Hallelujah, Jesus là Tờ Siêu Đức Giê-hô-va sẽ mở tờ vương quyền hùng mạnh của con. Anh thống trị trên các kẻ thù của con. Trong ngày Chúa biểu dương sức mạnh con dân ngài. Chị ơi, chị ấy để hết ở cái sân này dùng tôi để đốt phá hết nha. Chị đừng quăng đi nhá. Chị để hết ở dưới sân, dưới cái sân. Chị cắm cái vòi nước này, cắm cái vòi nước này. Vứt cái vòi nước này. Đốt dưới vườn đấy đâu mà. Ở dưới vườn đấy xuống đốt được không? Rồi, đấy, đốt được. Chứ đừng đốt ở sân. Rồi, đốt được thì để đấy đi. Con dân này sẽ tình người hiến thân. Những chàng trai mặc trang phục thánh đi theo này. Lấp lánh như giọt sương từ lòng thần đông. Đức Giê-hô-va này không đổ ý rằng con là người tế lễ hời lời làm ăn. Nhưng chị sẽ đến. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Chúa là bên phải từ bây giờ. Để trả mặt các vua ý thì trong các ngày Chúa đổ đạo. Không nghe điện mà có sự thông minh không nghe. Nên nay Chúa Giê-xu hủy phá tắt điện thoại luôn. Nên nay Chúa Giê-xu biết ngày Nazareth đã công bố